Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gat đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft giới thiệu mod. Yay. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mod khá là thú vị và rất là cần thiết cho những bạn thường là đi mai hoặc là rất là chán nản việc đi mai. Thì mod này sẽ giúp các bạn tìm khoáng sản rất là nhanh chóng. Đó chính là, nhìn tiêu đề các bạn cũng biết rồi, thì đây là mod tìm kim cương rất dễ dàng bằng la bàn. Thì như các bạn biết thì cái la bàn trong Minecraft chỉ là tìm đường về nhà thôi, tọa độ về nhà thôi, chứ không bao giờ mà tìm được cái khoáng sản nào đó hết, đúng không? Thì hôm nay về việc mod thì nó sẽ nâng cấp các bạn tìm khoáng sản rất là nhanh chóng luôn, ở phiên bản 1.15.2 luôn, phiên bản mới nhất luôn. Ngày xưa mình cũng giới thiệu một cái mod tìm kim cương bằng la bàn rồi, nhưng mà cái phiên bản rất là cũ rồi, nhưng mà phiên bản này rất là mới thì mình sẽ để lại bạn xem. Về việc chế tạo cái cục này thì rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần cho sinh tồn lâu thì các bạn cũng biết chế tạo la bàn rồi, đúng không? Chỉ cần 4 cục sắt, sắt thì các bạn dễ tìm mà, đúng không? Và một redstone thì các bạn sẽ chế tạo một cái la bàn bình thường như thế này. Đây, la bàn này chỉ là đi tìm đường về nhà thôi. Các bạn biết thì chỗ này là chỗ spawn của mình, đúng không? Thì nó sẽ tìm đường về cái chỗ spawn của mình đây. Đấy, các bạn cứ đi thẳng về cái hướng mũi tên trước mặt thì các bạn sẽ về nhà thôi. Khi về nhà thì cái mũi tên nó sẽ ở chỗ đó hồi luôn, hay là nó quay vòng tròn ấy. Đấy, các bạn cứ đi theo mũi tên thì về nhà được thôi. Rồi, về việc các bạn tìm khoáng sản bằng la bàn mới á, thì các bạn phải chế tạo thêm một cái đây. Ta sẽ lấy bạc đá ra. Đá này thì các bạn cũng biết cách lấy đúng không? Dễ mà. Đá này thì nung đá củi lên thì các bạn sẽ được loại đá này thôi. Rồi, chế tạo cách này thì các bạn sẽ được cái redstone. Ủa, mình để tiếng Việt đi. Chờ tiếng Việt hồi và nó dễ rồi. Cái này có tên là đâu cái gì? Hồi nãy mình chế tạo thì mình quên mất tên rồi. Đây, bộ lập redstone, một cái bộ lập redstone. Và tiếp theo đó chính là vẫn là đá với lại một thạch anh. Thạch anh thì các bạn phải vào Nether để đào nha, chứ không có ngồi ở đây đâu. Cái này là mạch so sánh ấy, hai cái này các bạn phải cần thêm hai cái này nha. Ấy rồi ta lấy lại nè. Rồi sau đó thì các bạn có la bàn và đầy đủ cái này, đúng không? Chỉ cần hai cái loại bộ lập này thì bạn có thể chế tạo được một cái la bàn đi tìm kim cương. Thì các bạn phải cần khoáng sản đó. Trước tiên á thì mình sẽ chế tạo khoáng sản đi máy tìm khoáng sản bình thường thôi. Ở cái này ở dưới lại và cái này trên. Ui. Thôi rồi các bạn ơi, mình lộn công thức hay sao vậy? Ok, thì mình đã trở lại đây. Thì không biết tại sao mình chế tạo nó lại không hoàn thành được công thức đó nữa. Nhưng mà trong cái bản mod thì công thức nó đúng như vậy, đúng cái cách mình chế tạo rồi các bạn à. Thì chắc là nó chưa cập nhật ở phiên bản mới này đấy. Mình có thể vẫn lấy được mấy cái thứ như thế này ở chế độ sáng tạo ra. Thì nếu mà cái mod này có cập nhật lại công thức á thì mình nghĩ là nó sẽ là tiện lợi ở phiên bản mình chơi sinh tồn đấy. Còn về test thì mình nghĩ là mình sẽ lấy sáng tạo test các bạn xem trước thôi đấy. Nếu bạn chơi chơi kiểu sinh tồn đúng không mà chế tạo không được ấy, thì mình nghĩ là các bạn lấy một lấy như thế này nè, lấy một cái la bàn như thế này đúng không, lấy một cái la bàn kim cương ra rồi các bạn ráp sao cho đúng cái công thức hồi nãy mình ráp ấy, rồi các bạn quăng xuống dung nham cho nó mắc, kiểu như là mình đã chế tạo thành công rồi đấy ấy, các bạn hiểu không? Rồi ai không hiểu thôi mình cũng bó tay. Thì đây là cái hồi nãy mình chế tạo là cái vàng nè, còn đây là thạch anh, cái này không phải sắt đâu nha các bạn, cái này là thạch anh. Còn cái là kim cương ấy, cũng như công thức hồi nãy thôi, chúng ta tốn 4 viên kim cương và 4 thạch anh thôi. Trước tiên thì mình sẽ test với lại cái màu vàng trước. Mình sẽ để chế độ bình thường nha, tại vì đi mai không à. Ấy cái màu vàng thì cái này có thể đổi lên đầu được nha. Đấy các bạn nhìn nè, có thể đổi lên đầu luôn, mà chắc đổi lên đầu làm gì đâu. Ấy mình nghe cái thạch anh trước các bạn à, thạch anh nó có thể tìm than này, các bạn thấy cái mũi tên đen không? Ấy các bạn cầm tay bên đây cho nó tiện đi. Mình nghĩ là mình cần thêm đuốc ấy, nhưng mà thôi đi. Ấy nó chạy hướng này thì các bạn cứ đào thẳng hướng này, chắc chắn các bạn sẽ tìm được than. Ấy. Ấy. Hướng này. Đấy các bạn thấy không? Có than ngay. Rồi, lấy than luôn. Ta lấy than rồi sau đó mình sẽ chế tạo đuốc. Ở trên kia có gỗ rồi, mình đi chế tạo đuốc đây. Ok, có gỗ rồi, xong luôn. Ta sẽ chế tạo đuốc nhiều một tí để đi mai. Ấy. Rồi mình có than rồi, sau đó mình sẽ đào sâu xuống dưới. Nó còn chỗ này nó còn than nè. Mình cứ cầm đuốc hướng này đi, cho nó tiện. Đấy các bạn thấy lợi không? Đấy tìm khoáng sản một cách nhanh chóng luôn, quá là tiện lợi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đào thẳng xuống, mình nghĩ là mình sẽ đào xuống tầng 11 luôn để mà đi tìm kim cương cũng như là mấy cái khoáng sản khác ở dưới tầng 11 cũng rất là nhiều luôn. Redstone, Lily nè, vàng nè, các kiểu luôn, nói chung là đủ khoáng sản luôn ấy.
Đấy các bạn thấy không? Ở đây thì nó có hai mũi tên luôn, hai mũi tên thang hết luôn. Và vàng, vàng nó vẫn chỉ nè, vàng nó chỉ hướng này. Ô, nó hiện cái gì đỏ đỏ vậy? Ồ, cái gì đấy? Tiếng Anh không à? Ok, kiểu như là cái mũi tên thì nó chỉ thêm cái gì đó. Ơi, cái màu vàng trước mặt mình là nó đang có sắc này các bạn, cái màu sắc các bạn thấy không? Đấy, màu của sắc nha chứ không phải là màu sắc. Ok, rất là tiện lợi luôn. Chắc là nhiều bạn thích cái mod này lắm. Tại vì ai cũng làm biến đi khai thác đúng không? Thì khai thác rất là lâu mới được khoáng sản nhiều, nhưng mà nhờ cái này thì các bạn sẽ được nhiều khoáng sản. Như vậy đó. Trước mặt mình thì vẫn còn sắc rất là nhiều luôn. Ôi, mình lại đổi đầu rồi. Ôi, hướng này nha, hướng này có thêm sắc nè. Ôi, 100% là có nha các bạn, chứ nó không có chỉ tào lao đâu. 100% là sẽ có khoáng sản của mình cần luôn. Ôi, hướng này mỗi loại thì nó sẽ chỉ chỉ gì ta, chỉ một loại khoáng sản thôi, như là cái này đúng không, thì nó sẽ chỉ khoáng sản như là thạch anh, than. Rồi còn vàng thì nó sẽ chỉ vàng với lại vàng với lại gì ta, hình như là redstone với lại sắt thì sao ấy, ba loại sao ấy. Còn kim cương thì chỉ kim cương, lưu ly, emerald đấy, kiểu vậy đó. Emerald thì hơi khó tìm. Ui, vàng thì nãy mình đào hướng này đúng không? Ui, chỗ này đủ hướng vậy cha ơi. Mình đi hướng này thì nó ngược lại, hình như là ở dưới các bạn à. Trời ơi, nó ở dưới lại. Ở các bạn thấy không? Bây giờ tìm con xíu mà mình đã tìm được gần 10 cục rồi. Thôi, bây giờ là mình chỉ muốn đi tìm kim cương thôi. Kim cương đối với mình là quan trọng nhất mà. Mình sẽ đào sâu xuống khoảng tầng 11 để mà khai thác kim cương cũng như là các khoáng sản khác luôn. Ôi, nghe tiếng dung nham rồi, nghe sợ sợ sao ấy. Ôi, ui, ôi, cái này phát hiện redstone nữa nha. Để xem. Wow, cái màu trắng thạch anh này nó có thể phát hiện redstone đúng chứ. Mình nói sai rồi. Đây, redstone đây. Redstone, hả đỏ. Oh my god, ôi vàng kìa. Ui, tìm được vàng ở đây, tìm sắt luôn nè. Ngon. Kim cương. Ôi phải rồi, kim cương. No, 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 kim cương gần mình, kim cương gần mình. Hướng này vậy. Mới xuống mà được kim cương rồi. Kim cương rất là khó đào đấy các bạn. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Giàu to. Các bạn thấy chưa, các bạn thấy mod này hấp dẫn chưa? Nhiều bạn bảo cài mấy cái mod này ăn gian, nhưng mà mod mà nếu mấy các bạn không thích thì các bạn không cài thôi. Nếu các bạn nào muốn Minecraft nó trở nên dễ dàng hơn thì mình nghĩ là mấy cái mod này nó sẽ giúp bạn chơi thú vị hơn. Oh no, hình như là nó bị sao ấy, nó mắc độ bền các bạn à. Mình tìm nhiều hay sao ấy nên nó mắc độ bền. Oh my god, chỗ này khó khăn rồi đó. Nhưng mà không sao, tìm được kim cương là tốt rồi. Mà sao cái vàng nãy giờ mình đào nó chả mắc độ bền mà cái kim cương lại mắc độ bền ta? Không hiểu lắm. Rồi, mình cứ tìm thêm kim cương đi. Đấy, đào khoảng ở dưới tầng này là sẽ có kim cương thôi. Sẽ đào sâu xuống một tí, tầng 11 luôn. Đây, tầng này ok. Đấy. Ôi. Wow 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 wow. Hướng này hình như là bên dưới lại. Ui, đúng luôn. Ngon tờ rim. Yes, vào to rồi. Đấy, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn tốn đồ bền thì có thể chế tạo lại bình thường, công thức rất là dễ mà đúng không? Đấy. Bây giờ dòng là cái cúp của mình hư nè. Wow, không ngờ là kim cương nó nằm bên dưới mình chả biết luôn. Nhiều khi các bạn thấy không, kim cương nó nằm ở đâu các bạn cũng không biết. Nhờ mấy cái này thì các bạn sẽ tìm dễ dàng hơn. Ui, lại kim cương. Nhưng mà mình hết cúp rồi, nên mình sẽ lấy cúp sau. Ủa thôi rồi, để cúp luôn rồi. Ok, để tiện hơn thì mình sẽ dùng cúp kim cương luôn. Yes, kim cương trước mặt mình rồi. Rồi, hướng này. Đấy. Wow, 3 viên. Wow. Rồi, 16 viên kim cương mà cái này vẫn chưa bị hư nha các bạn. Nó vẫn chưa bị hư luôn. Rồi, đã tiếp tục 16 viên kim cương rồi. Các bạn chưa sắp hoàn thành được bộ giáp rồi. Rất là easy luôn. Rồi, không biết là nó có chỉ thêm không đây. Cứ đào thẳng đi. Có thể là mình sẽ tìm được emerald các bạn xem. Emerald là màu xanh lá cây đấy.
Wow, ôi. Đây mình thấy nó hiện ra cái gì mà. Các bạn cứ để ý cái màu xanh này nha. Cái mình đang tìm màu kim cương đó, còn mấy cái vàng này mình cứ bỏ qua đi. Bây giờ thì chưa. Hướng này đi. Đấy, thấy chưa? Ui. Luli à. Luli các bạn. Cái đồ mà cái khoáng sản mà chúng ta thường nhuộm màu hay mình chèn đấy. Hướng này là có Luli này. Đá đỏ à. Ủa nó phát sáng đó nè. Cái chỗ này nó phát sáng đỏ đỏ này. Luli nó hướng nào ta? Khoan. Hình như phía dưới. Dưới đúng không? Nếu mà phía dưới không có thì các bạn đào phía trên. Đúng rồi, chỉ có phía trên hay phía dưới thôi. Cái mũi tên đó là phía trên hoặc phía dưới nha các bạn. Rồi tiếp tục luôn. Quá là easy. Hôm nay các bạn xem mình khai thác rất là sướng con mắt đúng không? Đợi khai thác một xíu là có kim cương rồi. Ây, lại có kim cương. Thật là tuyệt vời. Hướng này. Ôi, easy. Là easy. Ôi, thêm mấy viên nữa đây. Wow, 20 viên rồi. Chúng ta lại tiếp tục thôi. Đào khoảng một xíu nữa mình sẽ kết thúc mod này nha. Tại vì mod này chỉ review mấy cái này thôi. Nên là các bạn thích thì thích review thêm mấy cái mod khác thì nhớ like mạnh để mình tiếp tục làm nha. Đấy, còn về sinh tồn cấp thì các bạn yên tâm đi, ngày mai sẽ có thôi. Đấy. Wow, 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 wow. Thêm nữa rồi. Hướng này chúng ta có Luli với lại kim cương. Hướng này. Ui. Hơi xa một xíu này. Hướng này. Đấy, easy luôn. Quá easy. Wow, tuyệt vời rồi. Mình nghĩ là các bạn thấy là đã mắc rồi đúng không? Thì các bạn muốn tìm khung. Mình thấy là mod này nó chưa cập nhật về cái chế tạo ấy, nó hơi tiếc một xíu. Tại vì đúng công thức rồi, mình chế tạo là không có sai công thức nha các bạn. Công thức ở trong mod nó ghi là vậy rồi. Nhưng mà vô game chế tạo thì nó không thành công. Nó hơi sai một xíu. Mình nghĩ là mod này sẽ cập nhật thêm và công thức và vẫn chế tạo được cho các bạn cho sinh tồn và chế tạo thành công nha. Đấy. Quá là easy. Chứ qua các bạn đừng nên là bỏ bên sinh tồn mà chuyển qua sáng tạo, chỉnh lấy cái la bàn này xài nha. Thì mình nghĩ á, là các bạn qua sáng tạo đúng không? Các bạn lấy cái la bàn này rồi, bên sinh tồn các bạn có công thức hết rồi đúng không? Có item để chế tạo hết thì các bạn có thể dùng item đó quất xuống dung nham rồi lấy cái này thì kiểu đền bù lại đấy. Ấy cũng được mà. Đâu phải mình ăn gian thôi đúng không? Mình chế tạo đúng công thức thì mình sẽ được thôi. Đấy. Wow, mình giàu quá, mình lấy cái khoáng sản mình lắp luôn. Ở đây có kim cương không? Thường thường mấy chỗ lava mà có kim cương lắm. Nên là nhờ cái này thì mình sẽ tìm được này. Wow, nó vỡ rồi. Wow, tự nhiên nó vỡ rồi các bạn à, nó hết độ bền hay sao ấy. Cái này mình sửa sao ta? Này chắc có chỗ sửa đấy đúng không? Mình bỏ kim cương qua đây thử này. Không được. Sao ta? Ui. Đố kim cương các bạn, mình giàu quá nên mình đố kim cương này. Ui. Mà sao? Mình giàu đó các bạn à, mình còn cái máy này để dò kim cương đó mà. Easy đúng không? Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video review mod này của mình nha. Thấy thú vị thì nhớ like mạnh và comment phía dưới là fan gas để mình thả tim nha, và chúc các bạn ngoài tốt lành. Yay. Anh hùng trong chúng ta.